Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hào Phim Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé Khi mà bộ phim Cầm tâm tự ngọc vẫn còn làm mưa làm gió trên mạng xã hội Đàm Tùng Vận tiếp tục khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên Vì nhận lời đóng nữ chính cho bộ phim Xin gọi tôi là Tổng Giám Sáng ngày 21 tháng 3, đoàn phim Xin gọi tôi là Tổng Giám đã tổ chức buổi lễ khai máy nhộn nhịp với sự góp mặt của cặp đôi vai chính Đàm Tùng Vận, Lâm Canh Tần. Đàm Tùng Vận mặc đồ đen đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng và để tóc xõa trên vai. Nhìn qua thì rõ là nữ diễn viên 9X vẫn rất xinh đẹp, gương mặt tròn bầu bĩnh giúp Đam Tùng Vận trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Tuy nhiên khi đứng cạnh Lâm Canh Tân và các đồng nghiệp khác, Đam Tùng Vận lộ rõ chiều cao hạn chế. Dù công bố thông tin cao 1m62 nhưng rõ ràng Đàm Tùng Vận đứng lọt thỏm trong bức ảnh chụp chung. Dù đã mang giày độn đế vậy nhưng Đam Tùng Vận vẫn tạo cảm giác thấp bé hơn chiều cao 1m62 rất nhiều. Riêng ảnh chụp với Lâm Canh Tân thì Đàm Tùng Vận thấp hơn một cái đầu. Một số khán giả cho rằng đúng là Đàm Tùng Vận thấp bé nhưng bù lại cô xinh xắn, diễn xuất ổn định. Những điều này đã đủ bù lại khuyết điểm về chiều cao. Trong bộ phim Xin gọi tôi là Tổng Giám, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông. Đây là một cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành một nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh, Lâm Canh Tân thủ vai, lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình. Sau này, giữa Ninh Mông, Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, hai người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn. Trong dự án xin gọi tôi là Tổng Giám, Đàm Tùng Vận sẽ có bước chuyển mình vô cùng lớn. Vai diễn lần này, Ninh Mông là một cô thư ký xinh đẹp, mạnh mẽ và luôn bật xếp mỗi khi có dịp. Vì thế nên, Đàm Tùng Vận sẽ phải thoát khỏi loạt vai thiếu nữ vườn trường để đảm đương một vai trò lớn hơn, khó nhằn hơn. Ngược lại, Lâm Canh Tân đương nhiên thích hợp với hình tượng tổng tài như nam chính Lục Ký Minh. Thế nhưng nhiều fan lại mong muốn người đồng hành cùng Lâm Canh Tân lại là Triệu Lệ Dĩnh. Có lẽ cái bóng của sở kiều chuyện vẫn còn quá lớn khiến fan yêu thích không thôi. Ngoài ra, dự án sở câu chuyện phần 2 vẫn còn ngâm giấm nhiều năm, cũng khiến nhiều fan cứng sốt ruột. Vậy nên, luôn muốn ít nhất hai anh chị sẽ tái hợp ở một dự án nào đó khác. Xin gọi tôi là Tổng Giám, bắt đầu quay hình từ ngày 21 tháng 3, thời gian làm việc dự kiến 120 ngày. Phim thuộc thể loại tình cảm đô thị do Diêu Đình Đình làm đạo diễn. Chúng mình hóng phim, nếu như các bạn đam mê yêu thích xem những bộ phim hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuồng để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.